Chào mọi người nhé, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nâng lên những tướng lên 4 sao nha, dành cho tất cả mọi thứ nha. Cam vàng, lục tím, vàng đều hết nha. Có thể mình nâng nó lên level 10 nha. Xác suất lên 4 sao mới cạp. Còn nếu không được 80 là toàn. Nên đẹp. Lần này là được 3 sao. Cái khác là 6% may mắn là lên 4, nhưng mà này thường rất là thấp. Sẽ bỏ này. Mấy năm trăm may mắn này, cái may mắn này thì sẽ lên đôi kinh nghiệm cho mình. Thì không sao này là 75%, 75% là mình sẽ lên 4 sao. 5% là lên 4 sao. Mong là nó lên được 4 sao luôn chứ không thì cũng mệt người nó đấy. Nó hơi xui, Bắt đầu này. Nhìn Yeah.